Điều gì tạo nên sự đặc biệt của thành phố Manchester? Kinh điển nhất. Duyên nợ nhất. Khó đoán nhất. Và đỉnh cao nhất. Xin chào quý vị, đây là trận derby thành Manchester. Trận đấu đã được mong chờ và làm nóng trong suốt tuần vừa rồi. Manchester, 22 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2024, trực tiếp và duy nhất trên Ca Cộng.